Xin kính chào quý vị. Sau đây là chương trình Future News với Vũ Kiểm và Quang Trương. Anh Vũ Kiểm sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước hết là tin về đoàn mô tô của các cựu chiến binh trong chuyến đi cuối cùng trong ngày chiến sĩ trận vòng Memorial Day ngày thứ hai hôm qua. Đây là chuyến đi cuối cùng tới đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở thủ đô Hoa Thành Đốn. Đoàn mô tô với biệt danh được đặt tên là Rolling Thunder đã thực hiện chuyến đi cuối cùng tới đài tưởng niệm các chiến sĩ tại thủ đô Hoa Thành Đốn nhân ngày chiến sĩ trận vong ngày hôm qua. Chuyến đi cuối cùng năm nay đã chấm dứt một truyền thống đã kéo dài hơn 3 thập niên để tưởng niệm những cựu chiến binh đã hy sinh vì Tổ quốc hoặc bị mất tích trong các cuộc chiến tranh. Nhóm cựu chiến binh thành lập đoàn xe mô tô này từ năm 1987 do cựu chiến binh tên là Arti Muller, năm nay ông đã 73 tuổi. Ông dùng tên của chiến dịch dội bom Bắc Việt trong cuộc chiến Việt Nam vào năm 1965, chiến dịch quân sự được đặt tên là Operation Rolling Thunder, tạm dịch là chiến dịch sấm sét. Trong nhiều năm vừa qua, chuyến diễn hành bằng xe mô tô hai bánh đã trở thành tiêu biểu trong ngày Memorial Day ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nơi mà hàng ngàn chiếc xe mô tô tụ họp tại bãi đậu xe ở Ngũ Giác Đài, từ đó xuất phát chạy qua cầu Memorial Bridge tới đài tưởng niệm quốc gia National Mall ngay tại chính lòng thủ đô Washington DC. Theo nhật báo Washington Post, lý do an ninh và lệ phí giấy phép càng ngày càng tăng, cho nên kể từ sau lần tập họp năm ngoái, ban tổ chức đã ra thông báo Rolling Thunder sẽ là năm cuối cùng của 2019 năm nay, mặc dù Tổng thống Trump cũng có can thiệp và ông muốn sẽ trở lại vào năm tới, nhưng chuyện đó chưa chắc chắn. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến một hành khách người Nhật. Thưa quý vị, người này đã bị chết không có lâu sau khi mà chiếc phi cơ phải đáp khẩn cấp xuống một cái phi trường. Được biết, thưa quý vị, giới chức của Mỹ Tây Cơ vào ngày 27 tháng 5 cho biết là họ đã tìm thấy ít nhất là 250 cái gói đựng cocaine nằm trong bụng của người đàn ông đó. 250 cái gói cocaine này với cái kích thước của mỗi gói là khoảng 1 inch vuông. Một gói như vậy là khoảng 1 inch vuông. Và 250 gói như vậy được nuốt trong cái bao tử của người đàn ông đó. Và như vậy thì thưa quý vị, được biết là cái chuyến phi cơ mà chở cái người này đã bay từ thủ đô Bogota của Colombia tới Bể Tây Cơ, Mexico City, và sau đó theo đúng cái hành trình đó là sẽ bay về bên Nhật tới cái phi trường của Narita gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nhưng mà khi mà phi cơ đáp xuống như vậy đó thì cái người đàn ông này cho biết là cảm thấy choáng váng, khó chịu và ngã ra. Thì khi mà người ta đưa xuống để mà kiểm tra thì người đàn ông đó đã bị chết. Và khi mà giảo nghiệm tử thi đó thì người ta mới phát giác ra là trong cái cơ thể, trong bao tử của người đàn ông đó chứa đến 250 cái gói nhỏ nhỏ là chứa đầy cocaine. Và như vậy thì đúng là những cái gói này nó đã khiến cho cái cơ thể của người đàn ông đó không thể chịu nổi và người đàn ông đó đã tử vong ngay sau đó. Thì hiện bây giờ mọi việc còn đang được điều tra và danh tính của đàn ông này vẫn chưa được tiết lộ. Và người ta đang tìm cách để mà xem người đàn ông này buôn thuốc như thế nào và họ lấy những cái hàng hóa này ra làm sao, ở đâu, và cái hình thức này được thực hiện như thế nào và bao lâu rồi, thì đại khái là họ đang điều tra. Nhưng mà đây là một cái vụ mà buôn ma túy mà một người Nhật đứng ra để mà thực hiện với một cách rất là mạo hiểm khi mà nuốt vào trong cái bao tử của mình đến 250 gói có chứa đầy cocaine. Anh Vũ Kim. Thưa quý vị, feature news về thời sự thể thao đó là giải túc cầu nữ năm 2019 tổ chức tại nước Pháp. Đội tuyển nữ của Hoa Kỳ được đánh giá là có triển vọng sẽ đoạt giải năm nay. Giải túc cầu nữ World Cup 2019 tổ chức tại Pháp bắt đầu từ ngày 1, bắt đầu kéo dài trong một tháng, chúng tôi xin lỗi, từ thứ 6 tuần tới ngày 7 tháng 6 cho tới Chủ nhật ngày 7 tháng 7 này. Các trận tranh tài sôi nổi diễn ra trên 9 sân vận động trên khắp nước Pháp. Trận khai mạc và kết thúc dĩ nhiên sẽ đấu tại sân vận động quốc gia Stade de France ở thủ đô Paris.
đội tuyển nữ Hoa Kỳ, như quý vị thấy, bà huấn luyện viên trưởng đang trả lời cuộc phỏng vấn. Đương kim vô địch được chấm là đội có triển vọng nhất, với hy vọng cũng sẽ thắng vẻ vang như giải World Cup nữ năm 2015, 4 năm trước đây. Lý do chính là các cầu thủ đàn chị dày dặn kinh nghiệm, nhiều lần tung lưới, trong đó có 3 hào thủ Megan Rapinoe, Alex Morgan, Kali Bryant và một tài tử trẻ Tobin Hepp. Đầy triển vọng, có biệt tài hãm thành và có khả năng làm bàn trước bất kỳ một đối thủ nào. Ngoài ra, hàng phòng ngự của đội tuyển Hoa Kỳ với thủ môn cứng rắn Alexander Nihe và dàn hậu vệ được cho là kín cổng cao tường, dẫn đầu bởi hậu vệ Quistodon. Tuy nhiên, tin tức cũng cho biết không thể xem thường các đội tuyển nữ khác, trong đó có nước Đức, nước Anh, nước Nhật và nhất là đội chủ nhà nước Pháp. Giải vô địch túc cầu nữ năm 2015, đội tuyển nữ của nước Pháp cũng được chấm là một trong những đội có triển vọng nhất, tuy nhiên đã thua đội tuyển Hoa Kỳ. Có một vài tên tuổi đã đưa đội tuyển của Hoa Kỳ thắng trong cái World Cup 2014-2015 gì đó ở tại bên Canada đó anh Vũ Kiệm. Yeah. Wombats nè, rồi cô cầu thủ thủ môn đó là cô Hope Solo. Hope Solo. Hope Solo. Nào, kỳ này đó, không có à? Cô đó có tài mà thiếu đức. À. Nếu tôi làm huấn luyện viên trưởng tôi cũng đuổi cô. Cô đá trong sân, cô đá người ta, cô đá banh ok, nhưng mà về nhà cô đá chồng cô đánh lộn với lại em chồng. Và cô kiện luôn cả liên đoàn túc cầu nữ để đòi tiền lương ngang hàng như là cầu thủ nam. Thành thử ra có tài, thiếu đức. Còn cái cô Wombats thì cô đó là đã về hưu rồi, phải không? Tức là tuyên bố thì không có chơi nữa. À, thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến hãng Apple và cái điện thoại của Apple nổi tiếng đó là iPhone. Thì giờ đây thưa quý vị, các cái gọi là tín đồ của iPhone đó đang là xôn xao khi mà nghe được một cái tin cho biết là hãng Apple đang chuẩn bị cho ra mắt một cái dòng, một cái loại điện thoại của Apple cũng là iPhone, nhưng mà thay vì nó là iPhone số, tức là iPhone 1, iPhone 3, iPhone 10 gì đó, thì nó là cái loại iPhone mà mang chữ. Và đây là cái loại SE. SE là một cái loại điện thoại cũng như vậy thôi, nhưng mà họ đưa ra một cái mẫu mã với cái số nó khác nhau để tạo một cái cảm hứng cho người sử dụng với một số những cái feature khác. Thì đây là cái loại SE được ra mắt công chúng kể từ năm 2018, và sau đó không lâu thì nó không có được tiếp tục sản xuất nữa. Và giờ đây thì hãng Apple cho biết là họ đang chuẩn bị để ra mắt khách hàng của họ cái loại iPhone SE vào sometime đầu năm 2020, tức là chưa đầy một năm nữa thì nó sẽ được ra mắt. Với cái lời hứa, với cái lời mà có vẻ như nghe rất là êm tai, khiến cho các cái tín đồ của Apple đang là hoang mang, đang là trông đợi đó. Đó là cái mẫu mã, cái design của cái phone iPhone SE số 2 mới nhất sẽ được ra mắt vào đầu năm 2020 với một cái mẫu mã hoàn toàn khác và hoàn toàn đặc biệt hơn. Thì với cái lời tuyên bố này thì mọi người mà mê cái điện thoại cầm tay, đặc biệt là iPhone mà SE đó, đang rất là trông chờ vào cái điện thoại này, anh Vũ Kiệm. Yeah. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Feature News ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời màn hình. Quang Trương, Vũ Kiệm sẽ trở lại sau quảng cáo.